Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn những cái thông tin quan trọng, những cái thông tin mới liên quan đến cái dự án IC Network. Cụ thể thì là mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thông tin Mainnet, Nít sàn cũng như là các cái điều kiện để chúng ta là mở khóa ở cái đồng IC. Và xin mời các bạn xem kỹ cái video này để nắm bắt được tất cả những cái thông tin và chúng ta tuân thủ theo những cái yêu cầu của dự án đưa ra để chúng ta không bị bỏ lỡ cũng như là không bị bỏ lại ở cái phía sau. Thì các bạn cũng biết thì cái dự án IC này thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn cách đây khoảng tầm 3 tháng. Và cho đến nay thì dự án đã đi được đến 1 phần 3 của cái chặng đường của nó. Đây là mình tính cái mốc bắt đầu từ ngày dự án cho chúng ta khai thác cho đến ngày mainnet của dự án vào tháng mainnet, đó là tháng 10 năm 2024. Đó thì cái mốc thời gian này dự án đã ấn định chính xác cái thời gian mainnet. Đó, và cái ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thông tin quan trọng ở trên trang Twitter của dự án mà mình mới cập nhật được, và đây là một cái thông tin cực kỳ quan trọng để cho các bạn cần phải nắm bắt được cái thông tin này. Thì các bạn cũng biết thì cái trang Twitter chính thức của dự án thì đã có một cái tích vàng, và đây là rất là hiếm khi mà có cái dự án nào cho chúng ta khai thác mà lại có tích vàng. Chỉ có các cái sàn giao dịch tiền điện tử lớn, các dự án lớn và những người nổi tiếng thì mới có cái phần tích vàng như thế này. Đây cũng là một cái phần và để chúng ta đánh giá cũng như là lựa chọn về cái chất lượng của cái dự án này. Đó, thì cái thông tin chính thức của dự án thì mình cũng chia sẻ cho các bạn để cho các bạn nắm được ở đây. Đây mình sẽ là cập nhật cho các bạn cái thông tin 16 giờ trước đã. Đây, cái thông tin này. Thì cái này thông tin này nó là cái thông tin trước. Thông báo quan trọng, chúng tôi luôn quan trọng phản hồi của bạn về những nỗ lực không ngừng đổi mới. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của mình. Chúng tôi đã quyết định khởi chạy mã thông báo IC trên chuỗi khối Ethereum. Trong giai đoạn 1 của dự án, hơn nữa, chúng tôi đang niêm yết IC ở trên sàn phi tập trung Uniswap, cho phép nó được giao dịch ngay cả trong giai đoạn đầu này, tức là cái đồng IC đầu tiên sẽ được niêm yết ở trên cái sàn Uniswap chạy trên cái mạng là Ethereum. Tiếp theo, động thái chiến lược này được thiết kế để mở rộng cơ sở cho người dùng của chúng tôi và cung cấp tính thanh khoản cho những người ủng hộ ban đầu của chúng tôi. Khi chúng tôi chuẩn bị ra mắt Mainnet vào tháng 10 năm 2024 và thử nghiệm beta ứng dụng Mainnet dự kiến vào quý 2 năm sau, và chúng tôi tin rằng điều này sẽ thúc đẩy và tham gia tin tưởng của cộng đồng nhiều hơn. Để đủ điều kiện phát hành mã thông báo IC trên mạng Ethereum, người tham gia phải đáp ứng các tiêu chí sau. Đó, đây là những cái quy định và những cái tiêu chí các bạn cần phải nắm được, ba cái tiêu chí chính sau. Cái tiêu chí thứ nhất đó là hoàn tất công việc nhận dạng khuôn mặt ở bước 1 của KYC. Thì cái này mình đã chia sẻ cho các bạn rồi, chúng ta đã làm rồi khi chúng ta đăng ký tài khoản mới. Và cái tiêu chí thứ hai đó là hoàn thành công bước 2 của KYC. Thông tin chi tiết về bước này sẽ sớm được chia sẻ, tức là chúng ta sẽ phải còn một cái bước KYC lần hai nữa thì chúng ta mới chuyển sang được cái bước đó là chúng ta rút và chúng ta mainnet. Cái yêu cầu thứ ba đó là duy trì tối thiểu 5 người bạn cấp 1 đang hoạt động. Mỗi một người trong số những người bạn này phải hoàn thành cả hai bước KYC và hồ sơ khai thác liên tiếp ít nhất là 7 ngày. Tức là ở đây thì người ta tránh cái việc mà các bạn tạo nhiều cái tài khoản giả mạo. Rất nhiều những cái bạn mà không có Z, các bạn tự tạo cho mình một cái tài khoản. Đó, và đến khi mà cái tài khoản tuyến dưới của các bạn không hoạt động thì bạn cũng sẽ là vô hình dung là các bạn tài khoản của các bạn cũng sẽ là được xếp vào trong cái danh sách là bị nghi vấn là tạo cái tài khoản giả mạo để là khai thác được nhiều cái đồng IC. Đó, trên này để các bạn hãy chú ý cái phần này. Còn đối với những bạn mà không có tuyến dưới thì các bạn khai thác tích cực trên 7 ngày và khai thác liên tục thì các bạn vẫn cứ ok nhé. Đó, còn những cái tài khoản mà giới thiệu nhiều thì các bạn chắc chắn thì không phải lo cái vấn đề này. Và cuối cùng thì chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng việc phân phối mã thông báo IC sẽ diễn ra hàng tuần trước khi ra mắt Mainnet.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều token hơn mỗi một tuần. Và tiếp theo thì mã thông báo IC sẽ có sẵn sau khi nhóm của chúng tôi thực hiện cả hai bước quy trình KYC. Các mã thông báo sẽ có thể hoán đổi từ Ethereum sang chuỗi IC Open Network, tức là Ion, sau khi Mainnet được ra mắt. Cảm ơn bạn đã là một phần cuộc sống cũng như là hành trình cùng nhau chúng ta đang định hình lại tương lai của các nền tảng phi tập trung. Nói trên đây là cái thông báo mà mình cập nhật cho các bạn để các bạn cần phải nắm được các cái điều kiện của nó. Ở đây thì rất là nhiều nhận được nhiều các cái phản hồi, thì các bạn cũng nên tìm hiểu về các cái phản hồi này để chúng ta hiểu biết thêm về các cái thông tin. Tôi đã gỡ cài đặt, tại sao tôi phải có 5 công cụ khai thác đang hoạt động, tôi không thích việc đó. Tức là bạn này là bạn ấy không thích về cái việc mà có 5 cái tuyến dưới, về cái thông tin mà 5 tuyến dưới ấy. Thì ở đây thì dự án IC cũng đã trả lời với bạn ấy là đối với những người chưa mời tối thiểu 5 người bạn và không tích cực khai thác trong nhóm của họ sẽ rất rủi ro khi dự án cho phép họ nhận mã thông báo, vì nhiều tài khoản trong số này được phân loại là tài khoản giả mạo hoặc là bot. Điều này không có nghĩa là tiền của bạn sẽ bị mất, mà trong giai đoạn đầu, những người đã hỗ trợ và mang lại nhiều lợi ích cho mạng sẽ được ưu tiên. Tức là những cái người này không bị mất mã thông báo, nhưng có thể chúng ta sẽ rút ở những cái phần sau. Như vậy thì các bạn cũng sẽ gặp bất kiên lợi, bởi vì là khi mà các bạn rút xong thì cái số tiền của cái token IC Network này có thể giá nó sẽ giảm, và các bạn sẽ là gặp cái phần khó khăn cũng như là cái phần bất lợi ở về cái vấn đề này. Và khi kết thúc ở giai đoạn 1 thì mọi người sẽ có cơ hội di chuyển tiền của mình sang mạng chính, bất kể họ có ít hơn 5 người được mời hay không. Tức là những người ở vào cái top mà như thế này thì sẽ được rút sau ở các cái giai đoạn là thứ hai trở đi. Khuyến nghị của chúng tôi là hãy bắt đầu bằng cách mời bạn bè và duy trì kết nối của họ để hàng ngày và nhất quán. Bằng cách này thì bạn cũng sẽ đủ điều kiện để di chuyển tiền của mình. Ở đây thì dự án cũng vẫn là mang tính chất là khuyến khích ở những người mời nhiều người tham gia vào dự án, và cái dự án nó có thành công hay không thì rất là cái những cái người mà mời được nhiều người tham gia vào dự án nó rất là quan trọng. Rồi thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái thông tin tiếp theo, và cách đây là 16 giờ. Về cái thông tin này nó cũng là xoay quanh về cái vấn đề mà mời 5 người. Điều đó không có nghĩa là tiền của bạn bị mất. Nếu như bạn không có 5 người dùng cấp 1 đang hoạt động và đã vượt qua KYC, điều đó có nghĩa là bạn sẽ không đủ điều kiện nhận mã thông báo của mình trên Ethereum trong bước giai đoạn 1 ban đầu này. Bạn vẫn cần phải đợi đến ngày 7 tháng 10 khi Mainnet cuộc khởi chạy đó là lúc bạn sẽ nhận được mã thông báo của mình, cho nên là các bạn hoàn toàn là yên tâm. Đó. Có 5 người bạn trong nhóm của bạn mà không phải là điều mà chúng tôi tin là không thể, và điều này có thể nên nó thể hiện sự tin tưởng cam kết hỗ trợ mà bạn dành cho dự án. Mọi người sẽ có 1 tháng để bắt đầu đọc cơ sở kiến thức, xem video của chúng tôi và mời 5 bạn bè tham gia nhóm của họ và đủ điều kiện để chuyển mã thông báo sang Mainnet và bắt đầu xây dựng đội ngũ của bạn và sẵn sàng cho bước tiếp theo. Đã đến lúc bạn cam kết và bạn với dự án IC. Đó là trên đây là rất là nhiều có cái thông tin, thì các bạn có thể là người dùng cũng đã comment cũng như là bình luận, và mình chưa thấy có một cái dự án nào mà người dùng hỏi câu nào thì đội ngũ hỗ trợ dự án họ trả lời câu hỏi đó. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên dưới này, cứ có một câu hỏi thì đã sẽ có một cái câu trả lời. Dự án rất là quan tâm đến cái những cái phản hồi cũng như là cái ý kiến của người dùng tham gia vào dự án. Có bạn có những người được giới thiệu của bạn cần phải vượt qua KYC, thì ở đây là cái câu hỏi đó là tuyến dưới thì không KYC thì bạn có nhận được cái token cần không ấy, thì cái này nó yêu cầu bắt buộc tuyến dưới của bạn là phải tích cực tham gia đào và phải vượt qua KYC cả 2 bước thì mới là đạt cái tiêu chuẩn. Để điều kiện phát hành mã thông báo IC trên mạng Ethereum, người tham gia phải đáp ứng các tiêu chí sau: hoàn tất thành công bước 1 này, cái này thì mình đã chia sẻ rồi. Đó thì rất là nhiều các câu hỏi, thì trên đây là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ lên cho các bạn về những cái dự án IC, để cho các bạn nắm được để mà chuẩn bị được cái tinh thần ở trong cái thời gian tiếp theo. Thì ở cái video này thì mình cập nhật những cái thông tin như vậy. Ở cái video sau mà có những thông tin mới hơn về dự án IC Network thì mình tiếp tục cập nhật với các bạn ở những cái video lần sau. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé.